Rồi, ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục đến với AFK3Q. Vậy là ngày 7 của cái tựa game này thì cũng đã cầy cuốc xong rồi anh em ạ. Còn ác lông dân VIP 1 mình nạp vào đây chỉ có 20k thôi, nhưng mà cái tựa game này nó lại cho anh em lên free VIP, tặng điểm VIP ấy. Nên hiện tại đang lên được cái VIP 5 rồi anh em. Đó. Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cái con ác mình cầy cuốc rất là chăm chỉ của cái tựa game này. Chỉ nạp có 20k. Hiện tại thì nó lên được 209 vạn lực chiến em nhá, level 52. Với các cái võ tướng của cái đội hình của mình đây. Rất là nhiều tướng cam, rất là nhiều tướng đỏ. Đó, nhiều tướng cam lắm, nhiều tướng đỏ lắm anh em ạ. Nhưng mà để mà nâng cấp được những cái con tướng ở cái quốc gia thì chúng ta sẽ cần những cái con tướng cùng quốc gia với cái phẩm phù hợp. Hiện tại cái đội hình của mình thì đam nhiều nhất hiện tại mình dồn cho cái vị tướng đó là Thái Sử Tư. Như anh em đã biết thì Thái Sử Tư là cái vị tướng đi map rất là nhanh, rất là mạnh, bắn rất là thốn em ạ. Đó, Thái Sử Tư, nếu mà anh em có Thái Sử Tư trong đội hình thì chúng ta đi ải cực kỳ nhanh luôn đấy. Mình đang cố gắng nâng cấp vị tướng Thái Sử Tư này lên cái chân tướng, chân danh tướng. Nhưng mà mới kiếm được một em thôi, đi quay ra được có một em thôi anh em. Chứ nó cũng chưa ra được con nữa, nếu mà ra được con nữa thì mình có thể là lên chân danh tướng đấy. Đó, hiện tại đang có một con Thái Sử Tử đây anh em ạ. Cần một em nữa. Vị tướng tiếp theo đó là Tôn Quyền ở team Ngô. Tôn Quyền thì cũng là một cái vị tướng có cái chiêu thức rất là thú vị. Chiêu thức cực kỳ thú vị luôn. Nó sẽ bớt cho anh em một cái lượng giáp, cái khiên ấy. Bớt khiên và cái đam gây ra cho đối phương cũng rất là cao. Đó, đấy là chân Tôn Quyền. Vì sao mà mình bảo mình dồn nhiều nhất cho cái vị tướng Thái Sử Tử ở đây, cái trang bị của nó thì đây. Bộ trang bị của nó đây anh em. Kéo ra đó là cái tướng hồn ở đây nữa. Cái tướng hồn của nó cũng rất là cao các bạn. Chính vì thế là Thái Sử Tư bắn hiện tại nó cực kỳ thốn luôn. Với trang bị của Tôn Quyền đây, anh em kiếm được những cái trang bị đây, ví dụ như là con Trương Phi này chẳng hạn. Cái trang bị của nó mà nó hiện cái nửa nửa ở đây này, đấy là nó kích hoạt đúng cái món trang bị của cái quốc gia đó đây anh em nha. Thục tướng này. Đấy, tăng thuộc tính cơ bản trang bị lên 30%. Anh em kiếm cho nó được một cái bộ trang bị cam hay là một cái bộ trang bị đỏ mà nó kích được đúng quốc gia của nó ấy, mạnh vãi trưởng luôn anh em ạ. Cái này là chỉ có top với có những cái trang bị đó thôi, của chúng ta thì có cái gì dùng cái đó anh em nha. Vị tướng Trương Phi của mình đây. Trương Phi hiện tại thì ở đây hình như cũng có một em Trương Phi nữa thì phải. Đây có một em Trương Phi nữa này. Một em Trương Phi ở đây thì mình đã nâng lên chân mãnh tướng rồi. Và để nâng cấp được tiến giới được cái vị tướng này thì chúng ta sẽ tốn một em tướng thục với cái phẩm đó là chân danh tướng thì mới có thể là nâng cấp cái vị tướng này lên được tiếp theo. Trương Phi, sau đó thì ở đây sẽ là Tào Nhân, một cái vị tướng tanker cũng rất là ngon. Chiêu thức của nó thì nó sẽ giáng và nó sẽ cường hóa cái sức mạnh, cường hóa cái độ chống chịu của cái vị tướng này, nhảy từ trên trời nhảy xuống sẽ gây choáng đối phương. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Triệu Vân. Triệu Vân của mình. Triệu Vân trang bị của nó đây và tướng hồn của nó đây. Con Triệu Vân này nó cũng rất là mạnh em nhá, nó cũng rất là ngon. Căn bản là hiện tại thì những cái vị tướng nào ấy, những cái vị tướng đỏ nào mà có thể là lên được chân, có thể là lên được chân danh tướng thì mình sẽ dồn vào nâng cấp tiền. Dồn những cái vị tướng đó nha, chứ những cái vị tướng mà nó không có cái khả năng lên được hay là không những có những cái con tướng trùng nhau ấy thì chúng ta nuôi nó sẽ rất mất thời gian. Do đó là những cái vị tướng nào bậc càng cao, đấy, phẩm của nó càng cao thì chúng ta nâng cấp cái vị tướng đó, dồn vào cái vị tướng đó nha. Ở đây mình còn rất là nhiều tướng em ạ. Rất chi là nhiều tướng. Những cái vị tướng khác thì mình đã cho vào Ngũ Hổ Sơn ở đây. Cho vào Ngũ Hổ Sơn đây anh em nhé. Đó, sẽ giúp chúng ta có được cái level nó bằng với cái level của những cái vị tướng chính. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem PVV nhé. Hiện tại thì mình, con ác của mình đang đứng khự ở cái chương 14-9. Mình phải nâng cấp một xíu xíu cái vị tướng ở đây nên đã 27, 28, 29, không lên được 30. Rồi, chiến dịch này sau đó thì sẽ đi PVV.
100 vạn đấu với lại 108 vạn. Vừa nãy mình đánh thì nó không qua anh em ạ. Mình nghĩ là cái này thì nó cũng không qua được đâu. Team của anh em nếu mà có được cái con tướng hồi máu ấy thì thực sự nó rất là bá đạo. Có hồi máu rất là bá đạo, tướng hồi máu trong tựa game AFK3Q này nó rất là ngon. Hồi máu cực sướng luôn. Do đó là có tướng hồi máu chúng ta đi ải rất nhanh, rất dễ. Dồn vào một cái vị tướng đam chính này, do đó thì dồn vào một cái vị tướng thủ này, và trong team của anh em có hồi máu này, đi ải phải nói là sướng. Đi ải cực sướng, cực phê. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến cái ải tiếp theo. Vừa lại đánh mãi mà không qua, bây giờ lại qua này. Mình nâng cấp cái gì đó mà sao nó lại có thể qua được cái ải này nhỉ? Vừa nãy đánh mấy lần nó cũng chả qua luôn. Thái sử từ này, bắn thốn tận rốn luôn. Tiếp tục đánh một cái trận cuối đi, PvP cuối đi. Sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu một số những cái thông số khác, cái thông tin khác em ạ. Vẫn qua được, Thái Sử Từ còn sống, Thái Sử Từ còn nhiều máu là chúng ta vẫn có thể là qua được cái ải. Nó bắn máu tụt như quần luôn ạ. Xong rồi. Ok. Đó chính là sức mạnh của Thái Sử Từ. Anh em lưu ý là chơi cái tựa game này thì chúng ta dồn toàn bộ cái kim nguyên bảo chỉ có để đi quay thôi anh em ạ. Nó sẽ có những cái event quay này, nó sẽ có những cái event vòng quay, nó sẽ có cái phần chiêu mộ và anh em tập trung đi chiêu mộ cho mình nhé. Có là anh em chiêu mộ càng nhiều tướng càng tốt, càng nhiều tướng càng tốt. Đó, lưu ý cái phần này, game này là chỉ có đi quay kim nguyên bảo, chỉ có đi quay thôi. Và những cái vật phẩm mà hao thì đương nhiên nó sẽ là cái vé sách XP để mà nâng cấp level cho tướng này. Chúng ta sẽ dùng khá là hao những cái đá tiến cấp tướng này. Đấy, nếu mà hai cái vật phẩm đó anh em có khả năng kiếm được thì xúc hết cho mình nha. Lúc nào cũng thiếu, nhất là cái XP này, thiếu trầm trọng luôn. Lúc nào cũng không có ở trong người, lúc nào cũng không bao giờ có ở trong túi. Có là dùng, cứ có là hết, cứ có là dùng em ạ. Và lưu ý nữa là ở trong cái phần nhất thống thiên hạ này, nhất thống thiên hạ em nhá, ở đây là cái nơi mà giúp anh em có được rất nhiều vật phẩm, đặc biệt là kim nguyên bảo. Khi mà anh em khám phá được các cái vùng đất ở đây thì anh em sẽ nhận được rất là nhiều đồ nhá. Để mà khám phá được cái vùng đất khác thì chúng ta nhớ là phải kết thúc cái chiến dịch đi, nhớ là phải ấn cái phần kết thúc chiến dịch thì sang cái ải tiếp theo chúng ta mới có thể đánh được. Đó, đây cực nhiều quà luôn. Sáng giờ mình cày được đến mấy k, 3k, 4k kim nguyên bảo rồi đấy. Nhiều lắm anh em ạ. Ngoài ra thì ở cái phần neo tháp ở đây, nó cũng cho anh em rất là nhiều đồ. Và đặc biệt là kim nguyên bảo, kèm theo đó là các cái con tướng tím nhá. Nhiều đồ lắm. Con game này nó hay ở cái chỗ là kim nguyên bảo kiếm rất là dễ. Chơi cũng rất là dễ. Và kỹ năng và tạo hình tướng nó cũng rất là xịn. Game chơi nghiện luôn mà. Anh em chơi tựa game này, anh em có công nhận với mình nó là nó nghiện không? Quá chi là nghiện luôn. Game rất là nhẹ này. Chúng ta có thể là chơi bất kỳ ở đâu, dù cho là mạng chậm hay là mạng yếu đi nữa. Kèm theo đó là màn hình dọc, nó sẽ rất là dễ chơi. Và lại là cái chủ đề Tam Quốc kèm theo AFK. Đó, chơi rất là hay luôn anh em ạ. Anh em làm gì thì làm ở cái phần ngày lễ mở server này, nhớ là phải làm hết cho mình nhá. Không làm hết được các cái nhiệm vụ ở đây thì chúng ta cũng phải làm hết được để mà lấy đủ cái 250 điểm. Nhận cho mình cái vị tướng đó là Thái Sử Từ nhá. Nhớ là phải làm hết cho mình. Với các cái phần giá giảm ở nửa thì mình đã xúc hết toàn bộ rồi. Ngày thứ 7 mình đã xúc này, ngày thứ 6 mình cũng đã xúc, ngày thứ 5 mình cũng đã xúc, ngày thứ 4 thì mình chưa xúc này. Còn lại các cái ngày khác thì mình xúc hết rồi. Nửa giá mở server là nhớ xúc hết cho mình em ạ. Và hàng ngày thì nhớ là vào cái phần tiệm, nhớ là vào cái phần tiệm hàng ngày để mà mua cho mình cái chiêu mộ lệnh.
giá gốc của nó là 2.700 10 vé nhá. Nhưng mà ở cái shop này thì nó sẽ bán chỉ có 2.100 thôi và chúng ta nãy được 600 kim nguyên bảo. Do đó để vào đây múc luôn cho mình. Nhớ là ở cái mục bảng xếp hạng, ở cái phần này nó rất là nhiều đồ, nó rất cho rất là nhiều kim nguyên bảo. Đấy, nên anh em nhớ là vào đây ăn hết toàn bộ cái phần thưởng cho mình. Rồi, ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Show cho anh em cái con ARK 7 ngày tựa game AFK3Q mà mình cày cuốc rất là chăm chỉ, nạp vào đây chỉ có 20k thôi. Chơi được 7 ngày rồi thì không biết là anh em có suy nghĩ gì về cái tựa game này. Có phải công nhận với mình đó là cái con game này nó rất là gây nghiện hay không? Thì hãy comment phía dưới cho mình biết với nhá. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Chúc anh em chơi cái tựa game AFK3Q vui vẻ nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo. Bye bye.